Xin chào các bạn Chúng ta tiếp tục đến với phần 3 Hồi ức chiến trường Tây Lam Mùa chinh chiến của tác giả Đoàn Tuấn Trước xuồng trôi trong đêm Mang theo đội quân câm Không ai nói một lời Tuyệt đối giữ bí mật Không biết trước xuồng tôi là chuyến thứ bao nhiêu Cả D8 hay mỗi C6 Tôi cũng không dám hỏi Xuồng gặp bến Chúng tôi nhanh chóng nhảy lên bờ Chỉ huy ra lệnh cho chúng tôi ém quân tại vườn chuối tôi và anh Lang chọn một bụi chuối khá to, đặt ba lô và máy liên lạc xuống. Chúng tôi ngồi đợi lệnh lột súng. Tâm trạng thật trống rỗng. Chẳng thấy vui, mà cũng chẳng thấy buồn, chẳng thấy sợ. Vì chỉ biết tụi địch thế nào đâu. Quân ta nữa, nhiều hay ít, cũng chẳng biết. Trận này mình sống hay chết. Tôi thấy anh Lang rất bình tĩnh, anh thản nhiên đến dễ sợ. Chẳng nhìn về phía địch, cũng chẳng quan sát quân ta chỉ nhỏ nhẹ nói với tôi bằng giọng bình định ấm áp. Tuấn tranh thủ ngủ một chút đi, mình canh gác cho. Mấy giờ lỗ xuống ấy nhỉ? Tôi hỏi. Đúng 6 giờ, anh làng đáp. Từ giờ đến lúc đó khoảng 35 phút nữa, được một giấc đấy. Tôi ngả mình xuống bụi chuối, ngủ ngon lành. Khi đánh nhau, được ở bên cạnh những người nhỏ nhắn, hiền lành và bình tĩnh như vậy, tôi cảm thấy chẳng có gì là nguy hiểm. Khác với Mạnh, người Quảng Ngãi, trong lần đi với tôi gặp địch Quân mình còn đang tấn công Mà mệnh cứ hét ầm lên Mặt tái nhợt hốt hoảng Mở máy gọi búa xua Nhưng có ai trả lời đâu Hoặc như mấy anh chủ y khác Lúc nào cũng làm lính căng thẳng Dọa dẫm, đè lẹt Lính vốn thần kinh yếu Lại thêm nhiều áp lực lên xử lý lúng túng Thương vong nhiều là phải Gần 6 giờ sáng Anh lang gọi Tôi trồm dậy, rụi mắt Làm ngụm nước rắp nước bằng mắt cho khỏi cay. Tôi vừa đứng dậy sốc lại dây lưng thì bất ngờ súng lổ rộng lên. Quanh tôi cơ man nào tiếng lổ, tiếng pháo ầm ầm, hơi đạn lổ đất cực, đất đá bay rào rào, đập cả vào lá chuối càng kêu to. Chợt có tiếng của anh hùng thì là hù lính xung phong. Tôi nghe tiếng nhưng không thấy anh. Tôi cũng mở máy, tôi và anh lang chạy ra khỏi vườn chuối, vừa chạy vừa tránh đạn. Lính mình thì vừa chạy vừa bắn, bỗng mà anh lính ngã sấp trước mặt tôi. Anh Lang bảo tôi chạy đến, lật anh ta lại, một cụm ruột lòi ra. Anh Lang bảo tôi lấy cái bát B52 úp xuống cái ruột lòi và mang lại. Đồng hương nằm ở đây, chốc y tá đến đưa về tuyến sau. Anh Lang nói và chúng tôi chạy tiếp. Lại hai lính đặc công bị trúng đạn, may có mấy anh đặc công sơ cứu. Anh Lang phát hiện ra một khẩu cối 60 của địch bỏ lại ở bên đường. Tuấn, Tuấn, lại kia bê khẩu cối, chiếc tài phẩm. Tôi nghe từ này tôi bỗng cảm thấy thêm sức mạnh. Tôi vội chạy đến, vừa chạy vừa quan sát và tránh đạn. Nhớ thật định nào nhằm bắn, đòn một phát thì mình đi tông. Gần đến nơi tôi lăn mấy vòng định ôm khẩu cối nhưng vừa đặt tay vào thì bỏng rẫy. Tôi phải buông tay. Bọn địch vừa bắn xong, lòng cối còn nóng bỏng. Chắc hết đạn nên chúng vứt lại. Nóng quá không bê được. Tôi nhìn anh lang, anh cười. Thôi bỏ đi, để bộ binh đi lấy. Tôi tạt ra đường bỗng có một người lính bị thương ngã ngay bên cạnh tôi và anh Lang vừa ngã xuống anh đã làm im. Chúng tôi nay gọi thế nào thì cũng không đi tỉnh. Chết rồi, anh Lang nói, khỏi cần băng. Bọn địch vừa rút vừa cầm cự. Đơn vị dừng lại, lính trắng lắp bằng các ngôi nhà ở bên sông, tiếp tục lột súng. Cho thấy mấy cây vũ sữa trái sum xuê, cái màu xanh sáng bóng của trái cây hình tròn rất đẹp khiến tôi mê hồn. Lúc nãy tôi có thấy mấy cây dự ở trước kia nhưng đang bận đánh nhau, không hái được. Anh Lang ra hiệu cho tôi hái mấy trái. Mặc dù nhớ chín điều quy định nhưng đang đánh nhau như thế này chắc chẳng có ông cán bộ chính trị nào mò đến đây. Tôi chạy đến hái vài trái, đưa anh Lang hai trái, tôi hai trái cất trong túi. Một ăn ngay nhưng vừa đưa lên miệng cắn thì nhựa cây dính đầy răng, thật khó chịu tùy tiếc rẻ nhưng đành phải vứt đi để trong túi bị phát hiện thì nguy lại lổ súng tiếp nhưng bọn đỉnh đã chạy đã xa xa dần lính ta vừa chạy vừa lém lựu đạn vào các căn hồng ở ven sông có người xả trung liên tôi bên cạnh chiến chèm cái thằng béo ria mọc lún phún cứ gặp hầm là xả đạn xả hết nó lại xin tôi trái lựu đạn không được để ta phòng thân thế mà đến một căn hầm tôi bỗng thấy nó tống lựu đạn xuống không biết nó kiếm đầu ra. Quan sát xong, nó chui vào, lấy đến được một cái đài bắn dẫn. À, cái này hay đây, có đài khác là lò lính cậu. Nhưng anh dậu trung đội trưởng liền tịch thu bỏ ngay vào cái ba lô làm tài sản cho trung đội. Trận đánh đã vãn, súng lổ thưa dần. Lúc này thì tôi mới để ý xung quanh, những cây mía xanh dờn lá đung đưa nhưng không có chuyện gì xảy ra. Dừa rụng đầy ở dưới chân, Nhà cửa ở bên sông khá khang trang Phía trên nghe nói có mấy tên địch bị ta bắt sống Tôi không thích đi nhìn mặt chúng nó Mọi lực thông báo phát hiện một hố chôn người Chỗ quạ đen bâu rất nhiều À là cái chỗ sáng nay mình đi qua Quả kêu rác cả tài Khi đơn vị tạm nghỉ đã hơn 11 giờ trưa Đánh nhau suốt từ sáng đến giờ Chúng tôi đuổi địch được khoảng độ 3 tới 4 km Chẳng thấy mệt mỏi gì Lính trắng gặp nhau tươi cười dù ai cũng đầm đìa mồ hôi. Chúng tôi vi, vui mừng vì thương vong ít, vì bọn địch đã chạy và xung quanh lắng đẹp đang lên đầy. Tôi tìm một chỗ dễ chịu ở bên sông, ngả mình, bầu trời Campuchia xanh cao vời vợi. Gió từ sông thổi lên mắt rượi, loáng thoáng thấy anh nuôi đi thu gạo của anh em để nấu cơm. Tôi định góp tượng gạo của mình nhưng anh làng bảo, để bọn bộ binh góp trước tôi mang lặng hơn mình Ừ thôi, mình nằm nghỉ chút đã Sờ đến thuốc dê ở trong túi trà nó đã thấm mồ hôi từ lúc nào ướt nhuét Anh lang tải lên túi mìn cửa Phơi dưới ánh nắng Chưa kịp phơi khô, lính trắng đã bóc mỗi thằng một nhúm Đúng là thóc chưa kịp say, gà rừng đã chén sạch Buổi chiều chúng tôi phải đào hầm để phòng địch phản công C6 phải giải quân ra trên địa bàn rộng lớn Thông tin phải tự lo, không ai giúp đâu. Anh Hùng thì là nói. Anh Lan và tôi kiếm một chỗ đào hầm. Chúng tôi tìm tới một bụi tre. Hai anh em thay nhau đào. Đất bờ sông tơi dễ đào. Khi hầm đã khá sâu. Tôi bỗng đụng phải một tổ bò cạp. Hơn một trăm con đen ngòm bỏ ra. Kín cả hầm. May mà chưa bị cắn. Thôi bỏ. Anh Lan nói. Đào chỗ khác không anh? Tôi hỏi. Để xem tình hình thế nào đã. Theo mình thì tụi nó không dám phản công đâu anh lang nhỏ nhẹ và bọn tôi dùng máy 71 mở đài ra nghe và lúc đó đài thông báo quân ta tiến vào thủ đô Long Anh hôm đó là ngày 7 tháng 1 năm 1979 chúng tôi đang ở bên bờ sông Mekong thế là vui lắm rồi tôi hình dung xe tăng ta trên đường phố Long Anh tuy rất xa xôi nhưng tôi không biết có những đồng đội cùng huấn luyện với tôi ở trung đoàn 582 có mặt trong đoàn quân đó những ngày tháng 8 năm 1978, hàng ngàn thanh niên Hà Nội nhập ngũ về đóng quân phủ kín của vùng Phủ Lý, Chi Lê, Lạc Thủy, Hoàng Long. Sau hơn 2 tháng huấn luyện, chúng tôi được đổ bộ về hàng chục sư đoàn, lữ đoàn thuộc các quân khu 9, 7 và 5. Cũng may chúng tôi được bổ sung vào sư đoàn 307, đánh rừng núi, đỡ thương vong hơn so với lính đánh ở Đồng Bằng. Hướng mình không phải là hướng chính nên tụi mình còn sống đến bây giờ. Anh lang vừa cuốn thuốc, dê vừa nói. Cùng lúc đó, thằng Châu đến báo anh lang về tiểu đoàn bộ. Anh lang dặn tôi một số điều. Trong đó nhấn mạnh rằng sống chết cũng bảo vệ máy và tuyệt đối không để địch bắt sống vì mình lắm mật mã thông tin của sư đoàn. Anh yên tâm, tôi luôn thủ sẵn hai quả lựu đạn US, sẵn sàng tự sát. Quả cho máy, quả cho mình. Anh lang cầm AK đi trước, cái bóng nhỏ nhoi đấy lúc nào cũng điềm tĩnh Tại sao tại Quy Nhơn lại có con người đẹp trai và đáng mến đến như vậy? Sáng ngày hôm sau, chúng tôi đi đón dân về. Hôm qua nơi đây là trận mạc, họ chạy hết vào rừng. Khi chúng tôi đưa họ về, vừa tới bờ sông, một ông già chừng 70 tuổi, cao và gầy, râu dài, mặt quắc thước, vội cúi xuống nhặt trái dừa, rồi ông quỳ xuống, dùng cả hai tay lưng lên trước mặt tôi. Tôi cảm động và cảm thấy xấu hổ. Tôi vội xua tay nói, không dù rất thèm nước rửa nhưng vẫn phải làm ra vẻ như muốn uống từ bé đến giờ mình đã được chọn vẹn ăn một trái dừa đâu nhưng đây là đất bạn dân họ còn rất nghèo mình đang làm nghĩa vụ quốc tế làm sao mà dám ăn sơi là bị kỷ luật liền chẳng biết hình thức kỷ luật nó là như thế nào nhưng bản thân tôi cũng cảm thấy nhục nhã và cảm thấy không nên làm như vậy rồi chúng tôi được lên xe GMC hành quân tiếp nghe nói e29 đang phải chạy đua cùng em 95 xem e nào hành quân nhanh nhưng vừa lên xe tôi gặp chim cu thằng bạn hồi huấn luyện ở cùng tiểu đội nó đang sốt rét đúng là mặt xanh lanh vàng mắt trũng sâu má tóp lại hai gò má lồi ra nó đang cầm bát cơm tay run lẩy bẩy cầm bát cơm cũng rung rung theo không biết cho là do xe rung hay do tay nó rung mà cơm được hạt nào vào miệng là rơi hết ra hạt đấy. Nhìn bạn tôi cảm thấy thương và không biết cách giúp làm cách nào. Lúc xe vừa đi ngang qua rặng me, chỉ biết vội chìa tay hái những quả me tươi chuyển cho bạn. Nghe nói, sốt rét thèm của chùa dữ lắm. Truyền phương tiện hành quân, chúng tôi được lên xe tăng. Lần đầu tiên được ngồi trên tháp pháo, vừa thích lại vừa oai. Trên xe có một khẩu B40, một khẩu B41, một trung liên, mấy khẩu tiểu liên AK, một trung đội mạnh. Tôi là thông tin được lên để báo tin về tiểu đoàn cho nhanh. Con đường trong rừng sâu hun hút, đến một đoạn cây rừng phủ kín. Giữa rừng khô mà đoạn nào không quay nắng chiếu vào, một con suối lớn nước xăm sắp bàn chân, lội cả giày xuống, mấy khi đôi chân được dầm trong nước. Chúng tôi bước lên bờ, dốc khá cao gần như dựng đứng. Sang đến dốc bên kia thì mình cảm thấy mùi tanh lồng bốc lên và những con ruồi nhặng vo ve. Tại sao ở đây lại có ruồi nhỉ? Tôi tò mò nhìn sang bên phải. Thật kinh ngạc, toàn ruồi và máu. Những chiếc lá đỏ máu, cả một thảm lá khô ngập máu, những con ruồi đen xì bay lên. Chúng tôi đã đi nhanh. Đi khoảng hơn một cây số đơn vị dừng lại. Chắc nghỉ đêm ở chỗ này. Đây là vườn dừa, không gian thoáng đáng như có biển ở phía trước. Một vùng trắng sáng. Nhận định vị trí xong, tôi và anh Đức mượn súng bộ binh khoác đi dạo. Vừa đến bên bờ sông thấy một chiếc dây xe MC lầm lối đuôi nhau. Trên xe nào cũng răng đầy võng, toàn võng tử sĩ. Những đàn ruồi đen nhao nhao bay lên cao thỉnh thoảng có một cơn gió từ dưới sông thổi ngang mang theo mùi tử sĩ lồng lặc hỏi thăm mấy lính gác họ cho biết đang chờ phà chở tử sĩ sang sông lính nào đấy tôi hỏi một anh lính trả lời lính 95. thì ra chiều qua tại đây xảy ra một trận đánh lớn k một của e 95 hành quân bọn địch phục sẵn ở hai bên bờ suối chúng không nổ súng mà chờ cho các đội đội bộ binh đi qua chúng đoán theo sau bộ binh là đội hình hành quân. Đại đội hỏa lực bao giờ cũng tụt lại ở phía sau. Lính gác vác toàn súng lớn nhưng lại không có tiểu liên, lại vũ khí có thể đánh giáp đá cà. Thêm nữa, lúc đó trời đã về chiều, lính mệt mỏi, đội hình rời rạc. Đại đội hỏa lực vừa xuống suối, anh em đang sung sướng uống nước rửa mặt, vũ khí vứt đầy ở xung quanh. Thì từ trên bờ, hai khẩu 12 ly 7 của địch xối xả bắn xuống. Anh em trở tay không kịp, Ngoài ra, bọn địch còn dùng tiểu liên, trung liên, với các bộ đại đội và một số chiến sĩ có AK súng lục dao găm xông lên bờ đánh giáp đá cà. Bọn địch cũng dùng dao găm đánh trả. Bốn xác địch bỏ lại, bên ta thương vong cả một đại đội, toàn lính hỏa lực. Nghe súng nổ, các đơn vị ở phía trước vội quay lại chi viện, nhưng bọn địch đã rút. Hai anh em cảm thấy mệt mỏi dã rời, chẳng còn tâm trạng nào mà ngắm bến sông, Gió sông Mekong vẫn lồng lộng thổi cho tới buổi chiều thêm mênh mang, nhưng cái mùi tử sĩ thì không cơn gió nào có thể làm bay đi được. Anh Đức và tôi không thể bước thêm được nữa. Những chiếc xe đầy võng cáng của đồng đội đã đổ lại trong lòng của chúng tôi. Dịp Tết năm 1979, chúng tôi dừng chân ở Rovien, môi huyện ở tỉnh Pia Viêng. Đêm vào Rovien, gặp bao nhiêu chuyện phiền toái. Đầu tiên là những hàng cây ở bên đường, chúng chìa ra cảnh lớn chắn ngang lối đi. Buổi tối xe chở lính vào thị xã gặp được nhựa, lính tráng mừng hết cỡ, đứng trên xe dương súng, dương tay và vẫy áo chào đón. Thành phố đây rồi. Xe phóng nhanh, lính tráng tiếp bắt lại, bị những cành cây gạt ngang qua đầu, lính ngã rúi rụi trên xe, nhưng tài xế phẩn trí vẫn phóng đi. Bộ đội vừa phải đập cửa cabin, vừa bắn báo động mấy loạt, lái xe mới chịu dừng. Phải mất công chuyển thương binh về tuyến sau hy sinh trong cách bị thương cũng trăm kiểu đến đơn vị tập kết lính vẫn chủ quan vui xe đã đi lại lăng xăng trong thị xã đêm tối mà chẳng chịu quan sát bước vài bước là các anh đạp phải cuối 81 của địch cài lại tử trận là như chơi mất chân là như bỡn vừa phút trước thế còn đùa nhau giờ đã làm trên cáng người lắt bét lịm dần đấy là câu chuyện xảy ra đối với tốp lính đi đầu. Sáng ngày hôm sau, chúng tôi mới vào Rô Viên. Nhờ có mấy người Khmer biết tiếng Việt dẫn đường, chúng tôi đến một nhà tù. Bọ lực lệnh cho lính hỏa lực khóa, bật cửa. Chúng tôi bước vào, khoảng chục người tù lầm la liệt ở dưới sàn gạch. Đầu tóc bù xù, mùi hôi hám sông lên. Ai cũng bị lóa mắt khi ánh sáng chiếu vào. Họ mới khoảng 3-40 tuổi, đều tiểu tụy như cụ già. Những người đồng hương của họ tự giới thiệu là bộ đội Việt Nam đã đến Họ được tự do Không ai đi được Thì ra họ đã bị cắt hết gân chân Lát sau họ mới bò được ra ngoài Người nào yếu quá thì được dìu Tất cả được đưa về trạm phẫu của trung đoàn Tôi chú ý tới một bức tường Trên đó có những vệt máu và những lấm tóc còn dính lại Ở phòng bên những dụng cụ tra tấn ngổn ngang Xích, cùm, xà beng, khóa các loại Đầu tiên tôi nhìn thấy nhà tù tôi chỉ muốn biến đi thật nhanh. Chưa kịp ra khỏi nhà tù thì đã có lệnh mới đi bắt tù binh. Xe đưa chúng tôi chạy sang Beng Quân ta đã bắt sống được hơn 100 tù binh nữ khi đánh vào núi Tà -ben. Các em lính nữ thì giặt một màu đen thui, tóc đen, mắt đen, áo đen, váy đen, dép cao su cũng màu đen. Em nào cũng cắt tóc ngắn ngang gáy, chẳng em nào cao, đứng cạnh các em thấy mình cao hơn một chút, tự nhiên có cảm giác muốn che chở giúp các em đang là kẻ thù. Quần áo các em đầy mùi thuốc súng và mồ hôi, bụi bám mấy lớp, có em trên cổ áo còn dính cỏ. Các em im lặng, không ai nói gì. Súng đạn và ba lô của các em bị chúng tôi thu sạch. Chúng tôi lấy dây võng trói các em lại. Lúc đầu định trói mỗi em một dây, nhưng sợ các em trốn. Và hơn nữa, dây võng cũng không đủ, nên chúng tôi phải dùng dây buộc nhiều em lại với nhau lần đầu tiên tôi được cầm bàn tay con gái tay của một nữ tù binh trong thâm tâm tôi luôn nhớ đến lời anh khai chúng nó cũng như em gái mình ở nhà ấy mà khi trói các em không biết tiếng việt còn tiếng khơ me của tôi thì bập bõm nên chỉ biết im lặng và ra hiệu bằng ánh mắt và này các em cũng ngoan ngoãn chìa tay cho trói không em nào chống cự cũng may có xe chở các em về rô viêng về đến thị xã chúng tôi giam các em tại một trường học cũ các em lặng lẽ đi vào Có mấy em xin nước Những từ thông dụng trong tiếng Khmer tôi hiểu được Nhưng đựng nước vào đâu bây giờ Giếng nước thì ở xa Tuy là trai trẻ Nhưng tôi cũng hiểu cái nhu cầu nước đối với các em là quan trọng như thế nào Xung quanh đây không có giếng Tôi phải vào trong phum Cách đó khá xa Mượn một cái ca của người dân Tôi đi được mấy chuyến lấy được gần chục ru nước Các em dối rít cảm ơn Bây giờ thì mới nghe thấy tiếng cười của các em. Trong đó có em biết chút tiếng Việt. Em đó tên là Thira. Em hỏi, tại sao Việt Nam xâm lược Campuchia? Pol Pot đánh Việt Nam, chúng tôi đánh lại. Tại sao gọi là xâm lược? Tôi giải thích. Chúng tôi nghe cấp trên nói thế. Các cô tin không? Tin chứ. Nhưng bây giờ gặp bộ đội Việt Nam, các cô thấy thế nào? Họ im lặng không nói gì. Tối hôm đó đúng ngày 30 Tết, Ôi Tết Việt Nam mà chúng tôi chẳng có gì để chiêu đãi các em. Chiều hôm đó đơn vị lại tiến anh Quách Xuân Quy, chính trị viên của C6 về nước để đi học. Sao mà số anh Quy son thế, đang đánh nhau thế này lại được về nước? May mắn hơn là chúng số độc đắc. Anh Quy hát một bài do anh tự sáng tác để chào tạm biệt mọi người. Anh này thật là tài, biết cả nhạc nữa. Tôi cũng không nhớ bài hát là gì, nhưng chỉ nhớ đại khái đó là những lời căn dặn anh em ở lại đoàn kết chiến đấu cho thật tốt. Y như một bài xã luận trên báo nhân dân được phổ nhạc. Lính tráng hoan hô vỗ tay dần dần. Buổi tối ăn cơm ngô với muối, mỗi thằng được muốn bắt rưỡi. Mình ăn còn chẳng đủ lo, lấy gì mà cho các tù binh nữ đây. Hồi chiều các em đi gặp anh Đức, thấy Đức mang ăn cơm. Các em hỏi bộ đội Việt Nam ăn cơm với gì, anh Đức nhanh trí quay mặt đi giấu bắt cơm rồi tỉnh bơ, ăn cơm với trứng. Nhưng khi các em đi qua, anh Đức mới thanh minh, mình phải giữ sĩ diện cho quân đội nhân dân Việt Nam chứ. Đính tùy nghiện gì mà toàn sơi cơm với ngô, nói ăn cơm với trứng cho lỗ oai. Anh cười hiền lành. Đêm xuống, tôi dựng máy ở dưới góc táo dại rồi căng tấm tăng để phòng sương xuống. Bọn thông tin hữu tuyến gồm Khang, Thiển, Lý, Dần, Lê Tiến, rồi dù tôi đi nhảy mà nó kiếm được mỗi nhà khá đẹp, cộng cũng hái hoa cắm đầy nhà, vừa hát vừa nhảy, oan la, tôi không khoái cái khoản này lắm, đến dự một chút rồi chuẩn. Tết nhất thế mà buồn quá, chẳng có cái kẹo hay điếu thuốc. Nghe nói quả Tết có rồi nhưng xe quân nhu chưa kịp đến. Chúng tôi cũng không được ở trong thị xã, phải ra ở rìa rừng. Chờ gần đến giao thừa, tôi mở máy tìm đài nghe bỗng bắt được cái đài nào đó phát bản nhạc Sân Lầy Con Không Về. Một lúc đó không biết từ đâu Huỳnh Đức Thuận liên lạc tiểu đoàn xuất hiện. Thuận là người Quảng Nam, cũng từ học sinh trở thành lính như tôi. Hắn viết chữ rất đẹp, đẹp nhất của tiểu đoàn. Hồ Tân chàng trai trẻ, sinh năm 1962, đang học phổ tông. Miệng còn thơm mùi sữa, phải đi lính. Nghe bài hát tự nhiên Thuận khóc. So với Thuận thì tôi là lính cựu. Mình phải cứng lòng hơn hắn chứ kệ cho thuận khóc. Tôi vừa nghe nhạc vừa nhìn lên bầu trời mù khô, những ngôi sao xa xôi lẻ loi nhấp nháy. Chỉ là câu chuyện của một người lính vô danh trong quân đội Sài Gòn cũ, nói chuyện với mẹ về ngày Tết vắng nhà mà sao gây xúc động cho nhiều thế hệ lính tráng đàn em như chúng tôi. Chuyển sang cả lớp lý sau năm bảy năm nữa. Thế mới hay, chuyện vui buồn lính thời nào cũng có. Khác chăng là cái biểu hiện khác mà thôi. Ngày Tết gì mà tâm trạng lính tráng lại buồn như vậy, còn sức đâu mà lưng cổ súng lên nữa. Bọn địch còn ở xung quanh, không thể buồn, phải mạnh mẽ lên, lính tráng hãy tự ra lệnh cho bản thân mình. Nếu mình buồn thì chính mình sẽ tự sát trước tiên, chứ cần tới bọn địch phải tấn công. Còn phải vượt qua nỗi buồn, nhưng dù sao bài hát đó vẫn chạm đúng điểm yếu nhất của trái tim người lính. Chỉ nghe thoáng qua một lần thôi, nghe nhiều lính tráng cũng chảy nước mắt hết. Mấy hôm sau, chúng tôi được lệnh giải các em tù binh lữ về Stung Chiang. Trên xe chở đàng hoàng, trời lắng gắt. Từ đây về đấy cũng hơn 100 cây số. Tôi cầm súng, ngồi trong cabin với tài xế. Các em ngồi trên thùng xe, vẫn bị trói. Thùng xe không có mui, các em cũng không có mũ. Xe chạy qua vườn chuối, tôi chặt vài tàu lá lém lên cho các em. Khi qua những cây cầu, xe đi chậm với các em khát nước, tôi nói với tài xế dừng nhảy xuống nước vào bi đông đưa cho các em. Múc đến 30 bi đông vẫn chưa đủ, xong phải mượn thêm của lái xe. Bữa trưa các em nhận được khẩu phần và cơm bắt với cá khô. Cũng may các em ăn bốc, không cần đũa bát nhiêu khê gì. Ăn luôn ở trên xe, lại khát lại xin nước. Giờ trong các em cũng khá hiền lành. Sao đánh nhau các em hung dữ thế? Dạo ở biên giới các em bắn DKZ chính xác vô cùng. Lính ta phân tích Vai các em nhiều mỡ, không gồ ghề như vai của đàn ông nên khi bắn lòng đại bác DKZ không bị giật mạch, đã chính xác hơn. Kem em bắn tỉa cũng xuyên lắm, bóp cò B40, B41 cũng nhanh ngoáy. Thôi, giờ thì hết chinh chiến rồi, vào tủ an dưỡng các em nhé. Chiều tối, xe đến Tung Chiang, chúng tôi bàn giao cho đơn vị bạn. Những đôi tay bị trói, dơ tay lên vẫy, trên miệng giờ là những nụ cười, nhưng cũng chợt cảm thấy buồn các em phải bỏ tù còn tôi lại ra trận xe quay đầu về rô viêng ngay trong đêm rời rô viêng chúng tôi hành quân về biên giới campuchia thái lan truy kết bọn tàn quân pol pot chiều ngày 18 tháng 2 khi vừa dừng chân ở ngã ba campong thom thì nghe tin trung quốc đánh việt nam chúng tôi đang đặt ba lô nghỉ trên đường thì anh nguyễn ngọc ý người hà nam trợ lý quân nhu của tiểu đoàn vừa đi vừa thông báo Trung Quốc đánh mình rồi, Trung Quốc đánh mình rồi. Đánh khi nào anh? Hôm qua lúc sáng sớm, mẹ kiếp cái bọn tàu khựa. Lính tráng vừa sững sờ vừa điên tiết. Trong thâm tâm ai cũng buồn chồn câu hỏi, liệu đơn vị mình có được ra bắc chiến đấu không anh? Những ngày còn đi học, tôi cũng nghe nhiều đến chuyện những trận đánh lẻ tẻ của lính mình với lính Trung Quốc ở biên giới. Cái này phần nhiều là do Trường Sơn, bạn cùng lớp đưa đến. Sơn có bố làm ở Bộ Ngoại giao, Hôm qua, ông già tao kể lính Trung Quốc đã toàn tin giật gần. Chúng tôi không thấy báo mình đăng. Đêm mở BBC cố ngóng thì cũng chẳng thấy gì. Một hôm vào sáng chủ nhật, bọn học sinh lớp 10A chúng tôi đi đá bóng. Qua hàng báo mua mấy tờ báo như Nhân dân, quân đội Nhân dân ra sân vắng tanh. Chắc hôm nay đã được thoải mái. Bứt trái bóng ra sân, chúng tôi mở báo ra đọc báo đăng toàn tuyên bố của chính phủ mình về tình hình biên giới với Trung Quốc, những dòng chữ màu đen, ngay ngắn, trang nghiêm. Tự nhiên tôi cảm thấy không muốn đá bóng nữa, cả bọn lặng lẽ đi về. Buổi tối, tôi đi chơi về, rất xe vào nhà chào bố mẹ, hai người im lặng. Khuy rồi sao bố mẹ vẫn thức, chắc là có chuyện gì xảy ra. Tôi chưa kịp hỏi thì bố tôi đưa tờ báo, giấy gọi đi khám sức khỏe nghĩa vụ. Tôi mở ra đọc lóa một cái, kính mời ông bà đúng giờ ngày tháng đến quận đội. Tôi cảm thấy như một luồng điện lạnh thổi qua người. Cái cảm giác lần đầu tiên được chính quyền gọi mình là âm. Trong khi đó ở lớp, thưa cô em có ý kiến. Gấp tờ giấy bỏ vào túi áo, tôi lên gác xếp ngủ. Ngày hôm sau, đến lớp, thấy mấy đứa cũng có dây gọi như mình. Tú nghêu, hạnh biếu, đỗ điên. Mấy đứa hy hửng đứng ra khoe ở hành lang tầng 4. Tất cả cảm thấy nhẹ nhàng. Mấy đứa giữ bí mật cho cả lớp, rồi đến chiều, bọn tôi mới thông báo là chúng tôi nhập ngũ. Năm ngoái, có nhiều học sinh lớp 10 trước tốt nghiệp mà nhà trường đã tổ chức phát bằng sớm để họ đi bộ đội. Lúc tôi cũng đón rất nhiều thầy cô giáo mới từ quân đội về. Hôm đi khám sức khỏe, tôi vừa khám xong thì bỗng có một thằng lạ hoắc đến nhờ tôi khám hộ. Anh ạ, à, nhà tôi nghèo lắm, tôi muốn đi bộ đội. Nhưng tôi bị ghẻ Nhờ anh khá mộ cho tôi Ghẻ thì có cái gì mà không chữa được Hồi nhỏ đi sơ tán ở nông thôn Tôi cũng bị Tôi nói Nhưng hồi bé khác bây giờ khác Các con ghẻ bây giờ nó tinh vi hơn Tôi nghe nói chỉ trong quân đội mới có thuốc đặc trị Nó khẩn khoản Tôi định dắt xe ra về Nhưng thấy nó tội nghiệp quá Đành dựng xe lại cầm hồ sơ vào khám hộ Cũng phải đeo cái kính dâm mượn của ông bán hàng nước chè Cho nó vẻ khác Vào kiểm tra chim Ngó một cái là xong, tất cả đều đàng hoàng. Vừa ra tưởng chừng thở phào nhẹ nhõm, lại một ông tương nữa đến nhờ bị thối tai. Ông mắn nước cười, thôi thì thương thì thương cho chót, đã vót thì vót cho tròn. Hai thằng cố ngồi chờ ngoài quán, vào một cái chen ngang ngay, xin cám mỗi cái tai, lại còn bị là bị khám tai. Lúc đó có nhiều rấy, thế mà mọi người cũng tin. nhường hết chỗ liền, khám cho mình cái sức khỏe B2, khám cho bạn thì đều đạt A1 hai đứa đãi tôi kẹo lạc thuốc lá tam đảo hai thằng còn tranh nhau trả tiền nhưng mà nước tháo khoán đãi cả bọn tất cả cảm ơn rối rít rồi ra về liệu đơn vị mình có được ra bắc chiến đấu hay không anh em thường hỏi nhau những ngày mà hay tin trung quốc tràn qua biên giới nước ta thực lòng chúng tôi ai cũng muốn ra bắc chiến đấu bởi nhỡ có chết thì chết ngay trên mảnh đất nước mình chứ đằng này ở một địa danh nào đó như bonukiri ratanakari tung chiang mấy ai mà nhớ được nếu có chết ở campuchia thì bố mẹ mình cũng chẳng biết đó là đâu chỉ nhớ một cái tên chung chung là campuchia vậy thôi hơn nữa mình được suy sinh trong khi bảo vệ tổ quốc của mình quá vinh dự đằng này bọn địch đã chạy nghe nói bạn cũng có một số quân đi theo hướng này chiến đấu xa vời vợi trong khi sau lưng bọn bành trướng đang tràn lên yên tâm sao nổi lại nghe tin mật trung đoàn đặc công hôm trước vượt sông mê công cùng mình đã ra bắc lại càng thêm sốt ruột. Trong những ngày tháng 2 chốt ở A Long Vang, đêm nào tôi cũng khoác súng đến gần ban chỉ huy tiểu đoàn để nghe ngóng tình hình về chiến sự phía Bắc. Những cái tên như Xín Mần, Bát Sát, Lạng Sơn như những ngọn lửa nguồn ngụt thúc giục trái tim tôi và mặt trận Tây Lam hầu như yên tĩnh. Không có một dòng tin nào. Đông Bình thì đã giải phóng rồi mà. Có ai biết được ngày đêm chúng tôi đang chảy chật tiến từng bước. Mấy thằng Hà Nội rủ nhau đào ngũ, nhưng từ đây về nước mình xa xong quá, rừng và đường đi đầy mìn, lơ mơ là gặp địch, lại không có địa bàn, bản đồ, đi dăm phút lại về trốn cũ thì sao? Xin thưa các bạn, hết phần 3, hồi ký hồi ức chiến trường Tây Lam, mùa chiến chiến của tác giả Đoàn Tuấn. Xin cảm ơn các bạn rất nhiều đã theo dõi chương trình. Hẹn các bạn trong chương trình tiếp theo. Mình rất mong muốn những bạn chưa đăng ký kênh thì hãy đăng ký ủng hộ kênh. Vâng, một lần nữa xin chào và hẹn gặp lại các bạn.